Đừng học làm giáo viên yoga trước khi bạn xem video này. Hello, xin chào. Nếu như mà bạn đang là một cái người yêu thích bộ môn yoga và bạn mong muốn được trở thành một giáo viên yoga trong tương lai thì bạn rất cần phải xem cái video này, xem hết toàn bộ video này để bạn tránh mắc phải những sai lầm giống như Ngọc Anh trước đây nha. Trước đây thì hơn 10 năm trước khi mà Na bắt đầu vào với cái công việc làm huấn luyện viên yoga đấy thì cái thời gian đó là Na gần như là mình cũng không có sự định hướng gì hết, và mình chỉ biết rằng là mình muốn làm giáo viên và mình học nghề, sau đó thì mình đi dạy, sau đó thì cứ như vậy giống như hầu hết tất cả những giáo viên đang ngoài kia. Thì và bằng cái cách đó, vì làm bằng cái cách đó nên là Na mất rất rất nhiều thời gian. Thứ nhất là để học nghề. Thì bây giờ ở trong các khóa đào tạo huấn luyện viên yoga của Học viện Yoga Tê Kim thì thông thường chỉ ngoài 3 tháng thôi là các giáo viên đã có thể đứng lớp và có thể xây dựng các lớp học cho mình rồi. Nhưng mà bản thân Na trước kia ấy, là Na mất đến hàng năm, gần như là cả năm trời là chỉ có đi học nghề thôi và không dám đứng lớp dạy. Và sau gần một năm rồi Na mới bắt đầu có những cái lớp học của mình. Rồi tiếp sau đó nữa là Na cũng mất rất rất nhiều năm để có thể xây dựng được cái định vị, được cái thương hiệu của mình trên cái thị trường làm huấn luyện viên yoga. Chính vì thế nên là những cái sai lầm của Na đó chính là khi mà mình đến với cái công việc huấn luyện viên này ấy, thì trước khi mình đến với đó thì mình lại chưa có một cái mục tiêu rõ ràng. Nên là cái đầu tiên Na muốn chia sẻ cho các bạn đó là các bạn cần phải có một cái mục tiêu thật sự rõ ràng trong cái công việc này, rồi bạn hãy đến tham gia các cái khóa học. Tức là bạn định vị rằng là mình làm huấn luyện viên yoga thì mình làm huấn luyện viên yoga về cái gì. Bạn muốn dạy cho yoga trị liệu, yoga bầu, yoga kid hay là yoga body để cho cơ thể đẹp hơn đấy. Thì nghĩa là bạn cần có cho mình một cái định vị trước khi mà bạn đến với cái công việc này, là bạn cảm thấy mình yêu thích với cái lĩnh vực gì, bạn định vị cái gì. Và sau đó thì bạn sẽ học các khóa học huấn luyện viên, thì trong cái lúc mà bạn học đấy thì bạn sẽ đi sâu hơn. Bạn học khóa học huấn luyện viên yoga rồi nhưng bạn sẽ dành thời gian nghiên cứu sâu hơn, đi sâu hơn vào cái ngách mà mình muốn trở thành. Thì cái đó sẽ làm rút ngắn đi cho bạn cái thời gian để bạn chuẩn bị cho việc mình có thể làm trở thành huấn luyện viên như mình mong muốn hơn. Tiếp theo nữa là khi bạn có một cái mục tiêu như vậy rồi thì bạn sẽ cần phải có cho mình một cái kế hoạch cụ thể là vậy thì mình cần phải đi từng bước như thế nào, bạn cần phải bắt đầu với những cái chương trình học như thế nào, làm gì, rồi sau đó từng bước ra sao. Thì cái lộ trình này là hầu hết các huấn luyện viên yoga đều không có. Mọi người thường là đến với lớp học và mọi người chỉ có học thôi, và sau đó thì kiểu gọi như là đến đâu thì hay đến đấy, khi nào có học viên hỏi thì mình dạy thế thôi chứ mình không có lộ trình. Thì cái việc mà bạn có một cái lộ trình rõ ràng thì sẽ giúp cho bạn đi nhanh hơn. Thế nên là Na hy vọng rằng là điều mà bạn cần phải có ở đây thứ nhất đó chính là bạn có mục tiêu, và thứ hai bạn có lộ trình từng bước một. Thế thì để mà có cái lộ trình từng bước một như thế thì bạn sẽ cùng phải biết được rằng là mình muốn trở thành huấn luyện viên yoga gì rồi, đúng không? Đấy là mục tiêu. Thế nhưng mà còn sau đó thì mình muốn là dùng phương tiện gì? Mình muốn là mình dạy online hay mình dạy offline? Mình sẽ mở phòng tập hay là mình sẽ đi dạy cho các trung tâm? Hay là mình sẽ quay các video và bán những cái video khóa học yoga của mình thôi? Tức là bạn phải có cho mình cái định vị rằng là mình sẽ dùng phương tiện nào cho cái lĩnh vực yoga này để bạn còn học tập cách làm nó chứ. Chắc chắn rồi, một giáo viên yoga đang dạy trực tiếp thì cái cách giảng dạy nó sẽ khác với một giáo viên yoga dạy online. Thế thì bạn định vị mình như thế nào, mình sẽ sử dụng phương tiện gì cho học viên của mình, thì bạn sẽ làm những cái học sâu hơn về cái cách đó. Thế thì để mà bạn có được toàn bộ những cái lộ trình như vậy, định hướng như vậy, thì đương nhiên là với bạn bây giờ đang là một cái người rất là mơ hồ trong cái lĩnh vực yoga này, bạn chỉ đang yêu thích và muốn trở thành huấn luyện viên thôi, bạn đang rất mơ hồ về mọi mục tiêu, thì bạn sẽ cần phải có một người định hướng. Chính vì thế nên là Na khuyên rằng trước khi bạn quyết định đăng ký tham gia một khóa học huấn luyện viên yoga của bất kỳ đơn vị nào thì bạn hãy tham gia những cái buổi định hướng của cái chương trình, của cái khóa học huấn luyện viên yoga để bạn biết được rằng là cái hướng đi có phù hợp với bạn hay không. Thế thì tham gia những cái buổi định hướng như vậy ấy, và bạn chia sẻ cái mục tiêu của bạn trong cái nghề huấn luyện viên yoga này, bạn muốn gì, bạn muốn như thế nào, và sau đó thì những cái người định hướng sẽ nói cho bạn biết được rằng là vậy thì bạn tham gia chương trình học này nó có phù hợp hay không, và cái lộ trình của bạn đi sẽ như thế nào là phù hợp. Và đương nhiên rồi, những cái người đi trước thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn bạn, nên là hãy tham gia, cái lời khuyên ở đây là bạn hãy tham gia những buổi định hướng để được vẽ cho mình một cái lộ trình cụ thể. Và nếu như bạn cảm thấy cái lộ trình đấy nó phù hợp thì lúc đấy bạn mới quyết định là có tham gia khóa học huấn luyện viên này hay không. Cái đấy là cái lời khuyên nha. Thế thì ở đây Na cũng muốn giới thiệu với bạn luôn, đó chính là cái khóa đào tạo huấn luyện viên yoga của Học viện Yoga Tê Kim thì luôn luôn có cho bạn một cái lộ trình cụ thể cho bạn bằng các cái buổi định hướng. Thì nếu như mà bạn cũng đang tìm kiếm những cái đơn vị để có thể dành niềm tin để học tập
phát triển để làm cái công việc huấn luyện viên yoga này trong tương lai, thì bạn có thể dành thời gian tìm hiểu đến khóa đào tạo huấn luyện viên của Học viện Yoga Tê Kim nha, bằng cách là bạn nhấn vào cái đường link ở dưới cái phần mô tả trong video này. Đội ngũ support của Na sẽ liên hệ với bạn và sẽ đặt lịch cho bạn để bạn có thể tham gia những cái buổi định hướng này. Ở trong buổi định hướng này thì hoàn toàn miễn phí và bạn sẽ được chuyên gia yoga chính là thầy Đặng Kim Ba, Master Yoga, sẽ định hướng cho bạn cái quy trình xem rằng là bạn sẽ có cái hướng đi như thế nào để phù hợp với cái công việc mà bạn mong muốn. Thì khi qua cái buổi định hướng đấy thì bạn sẽ được hỏi đáp một hoàn toàn tất cả mọi cái thứ, mọi yếu tố mà bạn đang thắc mắc trong cái khóa huấn luyện viên yoga. Và sau khi mà bạn được giải đáp xong rồi, bạn thấy thầy vẽ cho bạn cái định hướng đấy phù hợp rồi, thì lúc đấy bạn mới quyết định rằng là bạn có tham gia hay không nhá. Nên là ngay bây giờ thì hãy điền thông tin của mình xuống dưới cái đường link ở trong phần mô tả ở cái video này, và Na sẽ hy vọng sẽ được gặp lại bạn trong những chương trình chuyên sâu về sau. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.